là vi khuẩn, vi trùng, virus ha, nó bám ở trên cái đầu móng tay này nè, rồi từ cái đầu móng tay này cái mình bỏ lên cái cục mụn này, đúng rồi, là thấy là nguyên một cái ổ vi trùng này nè, đó làng mạc hàng xóm của nó kéo qua đây, là làng kéo, tụi nó kết bè kết bạn với nhau, đúng. Ha, cái xong rồi tụi nó chơi với nhau trong này, đó, đó cái đúng cái càng ngày cái tổ chức của tụi nó càng lớn lên, đúng, nó bự dần cái nó vui quá nó liên hoan trọng, ha, cái nó sưng đỏ lên, ha, đúng nó đỏ lên cái nó bắt đầu nó xì mũ, chính xác, nó xì mũ xong rồi. Thì Khoa cũng có chia sẻ với mình là do bạn là nam và cái mụn của bạn á, thì trước giờ bạn không có quan tâm nhiều. Ở nhà bố mẹ của bạn bắt bạn là phải tìm đến đây để bác sĩ tư vấn. Thì mình có đưa ra một cái phác đồ điều trị 10 lần, mất là tầm khoảng là 2 tháng điều trị liên tục. Trang thấy là em trai của Trang á, tốn tiền nè, mà đặc biệt là thời gian. Từ hồi năm học lớp 10 mà bây giờ 30 tuổi mà mặt vẫn còn mụn luôn. Thì Trang không nghĩ là trong vòng 2 tháng có thể làm được cái điều gì hết.